Thị Hiền, giáo viên trường trung học cơ sở Tân Thế Hòa. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em tạo Google Form. Học xong bài này các em sẽ định nghĩa được Google Form là gì. Thứ hai là các em sẽ phân biệt được lợi ích khi sử dụng Google Form. Thứ ba là nhận biết các thành phần của Google Form. Và cuối cùng, các em tạo được bài khảo sát đơn giản trên Google Form. Nội dung bài học ngày hôm nay gồm có: 1. Google Form là gì? 2. Lợi ích khi sử dụng Google Form. 3. Các thành phần của Google Form. 4. Các bước tạo Google Form. Trước khi chúng ta tìm hiểu một nhỏ thì các bạn phải giải quyết cho cô cái tình huống sau đây. Bạn Lan là ban cán sự lớp. Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu bạn Lan làm khảo sát giúp cô có bao nhiêu bạn đã tiêm vaccine để nắm tình hình và chuẩn bị cho các bạn trở lại trường. Bạn Lan trả lời cô là không làm được vì không gặp được các bạn. Vậy nếu em là bạn Lan thì em sẽ giúp giáo viên bằng cách nào cho nhanh và hiệu quả nhất? Trước khi chúng ta trả lời câu hỏi này thì cô mời các em xem đoạn video sau nhé. Cô chào các em. Trong cái video này cô sẽ cho các em xem bản khảo sát trên Google Form, còn gọi là Google biểu mẫu. Đây, cô đã tạo ra cái bản khảo sát tiêm vaccine. Trong này có các câu hỏi. Và khi cô gửi câu hỏi này hay gửi bản khảo sát này tới những người mình cần thông tin của họ, họ sẽ nhập thông tin vào đây. Sau đó sẽ nhận được câu trả lời. Google sẽ tự động lưu các câu trả lời vào đây để cho mình biết được cái thông tin và mình có thể xem trực tiếp các câu trả lời cũng như là câu phản hồi cách rõ ràng trên cái Google bản tính. Vừa xem xong cái đoạn video clip, vậy bây giờ các em hãy trả lời cho cô, nếu em là bạn Lan thì em có giúp giáo viên bằng cách nào cho nhanh và hiệu quả nhất? Câu trả lời là em có thể thiết lập bản khảo sát tiêm vaccine trên công cụ Google Form. Vậy Google Form là gì? Thì chúng ta qua tìm hiểu phần một nhỏ. Google Form là gì? Google Form, còn gọi là Google biểu mẫu, là một công cụ miễn phí thuộc sở hữu của Google, được tạo ra nhằm mục đích thu thập và tổ chức thông tin quy mô lớn và nhỏ thông qua Google biểu mẫu. Các em có thể bấm dừng để chúng ta viết bài này vào, viết cái phần này vào vở ha. Và khi tạo Google Form thì trên Google Form có những lợi ích gì? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu hai nhỏ lợi ích của Google Form. Lợi ích thứ nhất là dễ dàng tùy chỉnh bản khảo sát theo nhiều chủ đề, màu sắc, hình ảnh đa dạng. Các bạn quan sát trên hình ảnh này thì các bạn thấy nó có rất là nhiều cái chủ đề được định dạng sẵn để cho chúng ta lựa chọn. Cái lợi ích thứ hai là có thể tạo bản khảo sát với nhiều kiểu trình bày khác nhau. Chúng ta có thể tạo bài kiểm tra, tạo phiếu lấy ý kiến, tạo một cái phiếu khảo sát nào đó, vân vân. Và trong Google biểu mẫu chúng ta còn tạo được nhiều câu hỏi và tùy chọn cho loại câu hỏi, như là câu hỏi trắc nghiệm, trả lời tự luận, vân vân. Cái lợi ích thứ ba là sau khi trả lời xong thì nhận được câu trả lời nhanh chóng, thông tin phản hồi và biểu đồ phân tích các câu trả lời theo thời gian thực. Các câu trả lời được thu thập gọn gàng và tự động
trong biểu mẫu. Các em có thể bấm nút quay lại để chúng ta viết cái phần lợi ích này vào vở. Chúng ta qua ba nhỏ khác thành phần của Google Form. Và trên này là giao diện của Google Form. Cô đã đánh số thứ tự từ 1 đến 16. Nhiệm vụ của các bạn sẽ nhìn vào các số thứ tự này để chúng ta trả lời cho từng thành phần. Các bạn có 3 phút bấm dừng để tìm hiểu và trả lời. 1 là tiêu đề mô tả. Các bạn sẽ ghi cái tiêu đề này vào trong cái ghi cái nội dung vào trong cái mục tiêu đề. 2 là nhập câu hỏi. 3 là tùy chọn câu trả lời. 4 là thay đổi loại câu hỏi. 5 là biểu tượng dấu cộng là thêm câu hỏi. Số 6 là thêm hình ảnh, chúng ta có thể thêm hình ảnh vào. Thứ 7 là có thể thêm video. 8 là thêm phần mới. 9 là nhân đôi câu hỏi. 10 là bắt buộc trả lời câu hỏi. 11 là xóa câu hỏi. 12 là tùy chỉnh tiêu đề biểu mẫu. 13 là xem trước. 14 là cài đặt. 15 là gửi biểu mẫu. 16 là xem câu phản hồi. Và đó là các thành phần của Google Form. Các bạn có thể bấm dừng để chúng ta ghi các cái thành phần này vào vở ha. Và chúng ta sẽ quan sát xem lại một lần nữa để chúng ta chuẩn bị bước vào phần 4, các bước tạo Google Form. Và sau đây cô sẽ qua 4 nhỏ các bước tạo Google Form. Và cô có các bước sau đây. Bước 1 là đăng nhập vào tài khoản Google. Bước 2 là tạo câu hỏi. Bước 3 là tùy chỉnh biểu mẫu. Và tùy chỉnh biểu mẫu là chúng ta cái bước này muốn tùy chỉnh thì chúng ta chọn, còn không chúng ta có thể bỏ qua. Bước 4 là cài đặt biểu mẫu. Bước 5 là gửi biểu mẫu. Trước khi tạo, cô sẽ mời các bạn xem cái video clip sau nhé. Để tạo Google Form, còn gọi là Google biểu mẫu, các em vào trình duyệt Google và chúng ta chọn ứng dụng của Google là chính cái dấu chấm tròn. Chúng ta nhấp vào. Sau đó, chúng ta nhấp chọn Drive. Rồi trong giao diện Google Drive thì các bạn sẽ chọn dấu cộng là mới. Các bạn chọn Google biểu mẫu và các bạn ghi đến cái mũi tên thì sẽ thấy được là biểu mẫu trống, bài kiểm tra trống và từ mẫu. Các bạn có thể vào biểu mẫu trống để chúng ta thiết lập, hoặc các bạn vào từ mẫu. Ở đây cô nhấp thử vào từ mẫu nhé. Và trên này, trong cái thư viện mẫu này có rất là nhiều biểu mẫu đã được định dạng sẵn theo từng chủ đề. Nếu như mà chúng ta không muốn chọn cái biểu mẫu có sẵn thì chúng ta có thể vào dấu cộng để chọn biểu mẫu trống để chúng ta định dạng theo ý thích của mình. Cô sẽ nhấp vào cái dấu cộng. Và đây là giao diện của Google biểu mẫu. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo cái khảo sát về tiêm vaccine. Mẫu không có tiêu đề, cô sẽ gõ cái tiêu đề theo đúng cái nội dung của mình. Và phía trên bên trái của mình, cô sẽ nhấp vào đây thì nó sẽ xuất hiện ra cái tiêu đề mình vừa mới gõ. Chúng ta xuống nhập câu hỏi. Câu hỏi thì cô sẽ yêu cầu người dùng sẽ nhập họ và tên của mình. Loại câu hỏi thì cô sẽ nhấp vào cái mũi tên. Cô chọn trả lời ngắn. Người dùng sẽ trả lời ngắn ở đây. Và bắt buộc người dùng trả lời thì cô sẽ chọn bắt buộc. Để thêm câu hỏi thì cô sẽ nhấn vào dấu cộng. 5 sinh.
và cô cũng chọn trả lời ngắn và bắt buộc trả lời. Cô thêm câu hỏi, cô nhấn dấu cộng. Đã tìm. Và ở đây cô chọn lại câu hỏi thì cô sẽ chọn hợp kiểm. Và bắt buộc. Cô thêm câu hỏi, cô nhấp vào dấu cộng. Cô chọn loại vaccine. Cô bắt buộc. Rồi cô đã tạo xong cái phần câu hỏi. Cô qua bước thứ hai, đó là thiết lập giao diện. Thiết lập giao diện. Cô vào biểu tượng tùy chỉnh giao diện. Đầu trang cô có thể chọn hình ảnh. Cô sẽ nhấp vào đây. Thì các bạn thấy là nó sẽ xuất hiện những cái hình ảnh có sẵn theo từng nội dung. Nếu như mà chúng ta thấy hình ảnh ở đây không phù hợp với cái nội dung mình đưa lên thì chúng ta có thể tải lên từ Google. Cô sẽ nhấp vào tải lên. Cô nhấn chữ duyệt. Và cô đã tải hình ảnh từ Google xuống, tải xuống cái desktop của mình. Thì cô sẽ nhấp chọn cái tên tệp tin, cô nhấn Open. Sau khi cô tải hình ảnh lên xong, cô sẽ nhấn nút xong. Tiếp theo là màu của giao diện, chúng ta có thể tùy chỉnh màu. Màu nền, kiểu phông chữ thì các bạn nhấp vào mũi tên, có cơ bản, tương lai, trang trọng và vui nhộn thì cô chọn tương lai. Sau khi cô tùy chỉnh giao diện xong, cô nhấn nút X. Cô qua bước 3 là thiết lập cài đặt cho Google. Cô nhấp vào cài đặt. Đặt làm bài kiểm tra. Đây không phải là bài kiểm tra nên cô sẽ tắt nó đi. Câu trả lời, quản lý cách thu thập và bảo vệ câu trả lời. Mình nhấp vào mũi tên. Thu thập địa chỉ email, cô không chọn. Gửi cho người trả lời một bản sao phản hồi, cô tắt nó đi. Cho phép chỉnh sửa câu trả lời, cô không cho phép. Yêu cầu đăng nhập, giới hạn một lần trả lời. Nếu như các bạn muốn người dùng trả lời một lần thì các bạn sẽ nhấp chọn. Thì lúc này cái người trả lời sẽ đăng nhập vào cái địa chỉ Gmail của mình để trả lời câu hỏi của bạn. Nếu chúng ta cho trả lời nhiều lần thì mình tắt cái nút này đi. Bản trình bày quản lý các biểu mẫu và câu trả lời được trình bày. Chúng ta nhấp vào mũi tên. Hiển thị thanh tiến độ. Cô cho hiển thị thanh tiến độ. Xáo trộn thứ tự câu hỏi. Cô không muốn xáo trộn. Chỉnh sửa. Cô sẽ vào chỉnh sửa ha. Cô sẽ ghi là bạn đã hoàn thành. Cô nhấn nút lưu. Hiển thị đường liên kết để gửi câu trả lời khác. Xem phần tóm tắt kết quả. Vô hiệu hóa tính năng lưu tự động cho tất cả người trả lời. Cô không chọn mặc định. Chế độ mặc định của biểu mẫu. Cô
nhấp vào đây. Theo mặc định phải thu thập địa chỉ email cô không chọn ha. Các chế độ mặc định câu hỏi. Theo mặc định bắt buộc phải thêm câu hỏi, cô không chọn. Cô đã xong phần cài đặt. Tiếp theo chúng ta sẽ qua bước 4, đó là gửi Google biểu mẫu. Cô sẽ nhấn gửi. Các bạn có thể gửi Google biểu mẫu này qua email của người dùng, hoặc là chúng ta tạo một cái đường link thì các bạn sẽ nhấp vào cái biểu tượng liên kết. Và đây là đường liên kết, các bạn thấy nó rất là dài, và chúng ta muốn rút ngắn lại, các bạn sẽ nhấn vào rút ngắn URL. Rồi sau đó các bạn sẽ nhấn Ctrl C để sao chép, hoặc là chúng ta sẽ nhấp vào sao chép. Sau đó các bạn có thể gửi cho người trả lời qua Facebook hoặc là qua Zalo. Cô có sẵn Zalo ha, cô có thể gửi qua Zalo. Cô nhấn Ctrl V hoặc là nhấn chuột phải chọn dán. Cô nhấn gửi. Sau khi chúng ta gửi xong thì các bạn có thể quay trở lại cái phần khảo sát của mình và chúng ta nhấn nút X để đóng lại.